Chào mừng các bạn đến với kênh Game Giải Trí. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn một trận đấu với tiêu đề là Nữ Hoàng Amazon bị bắt cóc. Hiện tại thì Marathai đang sở hữu những con bài cực kỳ mạnh đó các bạn. Tiên tri hư vô, ta thân Avatar, Nữ Vương Amazon. Ba người bạn nữ này sẽ phải chia lìa nhau với các bạn khi mà công bài Nữ Hoàng Amazon bị bắt cóc. Và như vậy Nữ Hoàng Amazon đã bị bắt cóc thưa các bạn. Mặc dù là bất tử với quái vật, nhưng mà Nữ Hoàng Amazon không có kháng. Tiên tri vô cũng bị bắt cóc, nhưng mà tiên tri vô này không mê trai, không mê gái, nên khó bị dụ dỗ hơn Nữ Vương Amazon. Cũng là một phần đặc biệt, một bên là Nữ Vương Amazon, một bên là tiên tri vô, nhưng một bên thì phản bội, còn một bên thì vẫn còn quyền luyến. Các bạn nghĩ rằng Mai Văn Thai có thể trả thù được công bài Nữ Vương Amazon không, trả thù cái tên phản bội hay không? Như vậy đây, công bài Toàn Thắng Avatar đã bị phải bỏ rồi các bạn. Một cắm mắt tích. Và đây là khoảng cách mà Benedict quyết định phản công. Liệu đó có phải là sai lầm không? Rất tiếc cho Ma Văn Thai đang có con bài khủng lồ hóa trong Ganora mà không có quả gì có thể phản công. Và như vậy Benedict đã tính toán đúng tất các bạn. Với con bài sống dày này thì Benedict đã có thể kết thúc được trận đấu. Một trận đấu rất chua chát dành cho Ma Văn Thai khi mà con bài Nữ Vương Amazon đã bị bắt cóc. Và chính con bài ấy đã giữ thế trận cho Benedict có thể lật kèo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nhé.